Một đường dây lừa đảo việc làm qua mạng quy mô lên tới hàng trăm người đã bị lực lượng công an thành phố Hà Nội triệt phá, trang mạng được chúng sử dụng có địa chỉ là mua bán net có 6 đối tượng tham gia trực tiếp vào hoạt động lừa đảo. Thủ đoạn của chúng là đăng tin tuyển dụng trên trang mua bán.net. Sau khi có người đăng ký qua điện thoại, chúng yêu cầu đến văn phòng nộp hồ sơ và tiền đặt cọc. Những văn phòng này thực chất chỉ là những phòng trọ được chúng thuê trong vài ngày, sau đó lại chuyển đi, số điện thoại cũng thay đổi liên tục. Đến ngày hẹn, những người đã nộp tiền đặt cọc đến yêu cầu giới thiệu việc làm nhưng không thể tìm được chúng. Vào những ngày cao điểm có tới hàng trăm người đến đăng ký tìm việc. Điều đáng nói là nhóm đối tượng chỉ tiếp nhận hồ sơ của những người ngoại tỉnh để họ không thể tìm đến văn phòng một cách thường xuyên. Rõ ràng là nhằm vào tâm lý muốn kiếm việc làm với hoàn cảnh khó khăn về kinh tế mà những đối tượng lừa đảo đã tìm cách để móc túi những người lao động ngoại tỉnh. Và dù thế nào thì người lao động luôn là người yếu thế.